loạt biệt thự ở dự án 100 triệu USD bỏ hoang ven biển Đà Nẵng. Khu du lịch biển Đờ Song nằm cạnh bãi tắm Sơn Thủy, giáp với đường Trường Sa, thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn có tổng diện tích 12 hectare. Dự án có tổng vốn đầu tư 110 triệu đô la. Dự án được cấp phép xây dựng từ tháng 8 năm 2011, gồm 37 căn biệt thự nghỉ dưỡng quy mô 2 tầng. Ban đầu, dự án do Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Du lịch Sóng Việt làm chủ đầu tư. Hiện nay trên biển, công trình thể hiện chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Du lịch Quảng An Đà Nẵng. Trong quá trình thi công xây dựng dự án, chủ đầu tư cũ xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng không phép 18 biệt thự, tăng diện tích xây dựng ở một số hạng mục, lấn chiếm bãi biển. Theo ghi nhận, hiện nay dự án đang án binh bất động. Toàn khu vực rộng lớn chỉ có vài bảo vệ trông coi ra vào, nhiều biệt thự có hướng nhìn ra biển được tháo dỡ phần vi phạm trước đó rồi bỏ không trong thời gian dài. Bên trong các căn biệt thự chỉ mới hoàn thiện phần thô, bừa bộn đồ đạc gạch đá, rác bị vứt vào lại. Vật liệu xây dựng vẫn còn mới và được để ngổn ngang trên lối xuống biển. Thời điểm ghi nhận, dự án không có dấu hiệu của việc thi công các công trình,